Hello mọi người nhé. Nay thì em đã hỗ trợ cho một anh trai ở Vĩnh Phúc thay và sửa cho anh cái củ loa bát. Đã, củ loa bát này là củ loa bát mà anh mua là nó là chập điện B3. Nhưng mà anh mua là hiện tại là đây nó đang không phải là cái chiếc chập B3. Chạy đã bị cháy và bây giờ bên em hỗ trợ bên em sửa và thay lại cho anh cái côn. Thì hiện tại là như thay lại thì anh em đang nhìn thấy ở đây là đảm bảo được là thứ nhất là em đã dưỡng lại gân, đảm bảo độ dính, độ nhạy cho cái loa và chất liệu là như B3. Vì em sử dụng cái dưỡng gân như của B3, độ dính, độ mềm và độ bóng như của B3. Thứ hai đây là cái keo mà em đổ đó. Và cái thứ ba là em test chất âm rất là tốt. Vì sao em bảo đây là không phải của B3 mà anh nhận là không đúng. Bởi vì là anh đã bị, nói chung là anh đã mua qua một vài thứ và cái này là đã có nguồn gốc xuất xứ từ Hải Dương nhá, có nguồn gốc xuất xứ từ Hải Dương thôi. Thì hiện tại là anh mua của bên này em cũng không rõ, chỉ biết là từ Hải Dương thôi. Thì anh đã bị lừa đó. Đây hiện tại là đây là cái củ, em nhắc cái củ này úp xuống cho anh đó, úp xuống. Để úp xong rồi, cứ để úp như thế. Kẹo. Rồi. Thì đây anh em nhìn đây, có cái củ loa bát B3 nào nó như này không ạ? À, mặc dù đây là nó bẩn em chưa lau thôi. Củ này thì cũng khỏe to đấy. Từ to, côn to, côn 100 to. Thế nhưng mà anh em nhìn này, củ B3 nào như này. Đó. Đây không phải là củ B3. Còn em nhấc lên cho. Nhấc lên, ngửa lên cho, ngửa lên đặt sang bên cạnh. Thì đây là cái bộ loa, cái chiếc loa mà em đã làm lại cho anh trai. Đó. Thì anh em đang nhìn thấy đây thì đảm bảo được rằng là độ đẹp. Đấy chưa, độ đẹp. Đó. Và cái dâu gắn cũng đảm bảo được độ đẹp cho anh. Đó, bây giờ em sẽ test cái chiếc loa này để test công suất, đảm bảo chất lượng cho anh. Vì ở đây nó không phải là cái chiếc thùng của nó nên là chưa bắt được ống nên nó sẽ có cái tiếng phì phì. Nhưng em sẽ test cái công suất của chiếc loa này để đảm bảo rằng là công suất nó khỏe và đạt được chất lượng âm thanh. Tiếng bass rất là nầy, đặc biệt là tiếng bass rất căng hơn trước vì là em đã thay luôn cả cái nhện và cái màng để đảm bảo được rằng cho cái độ nhún nhảy của nó tốt hơn. Vì bản thân cái này nó cũng không phải, cái bản thân cái cũ của nó cũng không phải là loa xịn đó. Thì khi đấy như này và em đã test thì đảm bảo chất lượng thật sự tuyệt vời đó. Đây em cầm cái máy quay cho anh để anh test. Anh là test rất là kỹ, của anh rất là to, căng. Đó. Thì rất là chân thành cảm ơn anh từ Vĩnh Phúc đã tin tưởng bên em và gửi cái chiếc loa này xuống cho bên em để bên em hỗ trợ. Còn đây là một cái chiếc loa bát của Nhật. Đây là một chiếc loa bát của Nhật. Thì đây là cái chiếc loa mà bên em cũng hỗ trợ thay cho một anh trai ở bên Vân Đình. Anh bên Vân Đình. Thì đã phải hỗ trợ. Cái này là anh trước đó đã mang cho một bên thợ khác họ thay và
cái loa bass này nó lại là ngoại cỡ, nó lại chỉ có 23 cm thôi. Chỉ có 23 cm chứ không phải là 25. Nên là cái việc mà tìm cái gân và cái màng 23 là rất là khó khăn. Thế thì cái thợ cũ của anh đã cắt cái gân này ra và nối, cắt cái gân này ra nối và đã khi làm thì lại gắn lệch côn, dẫn đến là bị xước mất côn và em đã khắc phục lại. Thì đây là em đã có kiếm cho anh cái bộ gân 23 và màng 23 thay cho anh để đảm bảo cái chất lượng âm thanh và có cái độ nhún nhảy, và đương nhiên là tiếng rất là hay rồi. Đó, thì đây khi bên em làm lại loa thì đa phần là thứ nhất là phải đảm bảo độ đẹp, thứ hai là phải đảm bảo chất lượng cho anh em. Đây, đây chưa ạ? Như anh em đang nhìn thấy đây. Đó, và đảm bảo độ bền, độ chắc chắn cho anh em nữa. Đó, thì em sẽ test luôn cái này thử. Ê, em cầm cho anh cái máy quay đã để anh tháo cái rắc. À, và sau khi sửa thì em đã phát hiện ra là lý do vì sao mà cái loa Nhật họ nghe lại có cái tiếng bass êm, sâu và hay khác với tất cả những cái dòng loa khác là ở một vài địa điểm. Ở đây là em làm lại là chỉ mang tính chất là chúng ta sẽ không đảm bảo rằng là nó như loa zin, mà chúng ta làm sao là đã làm lại thì không thể như zin được, nhưng làm sao làm lại là phải đạt được cái thẩm mỹ và độ đẹp và chất lượng âm thanh. Chứ chúng ta không quan trọng là như zin vì chúng ta làm sao làm được như máy móc của nhà máy, và chúng ta cũng không có vật liệu như nhà máy. Nhưng khi không may đã xảy ra sự cố thì chúng ta phải làm lại. Còn trong mỗi trường hợp là một số những cái dòng loa khi được mới sản xuất thì chúng em có nhập được những cái phụ kiện chính hãng thì chúng ta sẽ làm được lại như nhà máy. Đó, anh em đang thấy đấy ạ. Em đang dặn hơi to lên một chút, to lên một tí nữa. Dặn là cái đúng mái tùng của con vang như vậy. Mái tùng của con vang. Vang mà em. Đấy, tí một em. Rồi. Trợ và cho rất là nhiều anh trai, thậm chí là ở đây còn có những cái loa đám cưới cũng gửi đến bên em để bên em hỗ trợ để thay côn và phục hồi lại cái chất lượng âm thanh của sản phẩm. Wow, thật sự là nó có cái độ nhạy tốt thật, độ nhún nhảy. Rồi, rất là chân thành cảm ơn anh em đã bớt thời gian ra xem và theo dõi cái video này.